Thưa quý vị và các bạn thân mến, căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến bãi Tư Chính và hoạt động của tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 vẫn đang gia tăng. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể đi Mỹ sớm và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ sớm đến Việt Nam, tất cả cho thấy điều gì về bàn cờ chiến lược Biển Đông? Bãi Tư Chính vẫn nóng. Ông James Burton, nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Ngoại giao thuộc Đại học Tufts, Hoa Kỳ trả lời với phóng viên của BBC tiếng Việt qua thư điện tử hôm 20 tháng 10 cho rằng định vị hành trình của Hải Dương Địa chất 8 rõ ràng cho thấy nó đang trong vi phạm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam, đồng thời thể hiện nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành vai trò chi phối ở Biển Đông. Ông Burton nhận xét là có vẻ như các lãnh đạo và hoạch định chính sách của Hà Nội vẫn còn chia rẽ trong chọn lựa cách phản ứng đối với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, với việc Việt Nam tiếp cận cả Ấn Độ và Nga với tư cách là những nước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam cho thấy họ đang tìm những biện pháp nhằm đối phó, ông James Burton nói. Còn ông Dheeraj Gosman, chuyên gia cao cấp Trung tâm Chính sách Châu Á-Thái Bình Dương RAND Corporation cho phóng viên biết hôm 20 tháng 10 rằng trong tương lai gần rất khó hình dung đến một kịch bản mà trong đó Trung Quốc lại quyết định rút khỏi bãi Tư Chính. Ông Grossman phân tích, không giống như trong vụ Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 hồi đầu tháng 5 năm 2014, hiện nay khả năng trình diễn sức mạnh của Bắc Kinh đã gia tăng cả về số lượng trang thiết bị hiện đại lẫn sự hoàn thiện các căn cứ của họ ở Biển Đông. Điều này cho phép họ duy trì nhịp độ hoạt động trong một thời gian dài nhằm đạt các đòi hỏi về chủ quyền của mình. Tôi nghĩ Hải Dương Địa chất 8 được sử dụng đơn giản nhằm thực thi các yêu sách chủ quyền qua việc tuần tra liên tục. Tuy nhiên, đó cũng là có thể là một cách hữu hiệu để thu hút sự chú ý khiến người ta sao nhãng với các hoạt động khác của Trung Quốc như triển khai giàn khoan hay các kế hoạch khác. Ông Grossman đề xuất, để đối phó với tình hình này, Hà Nội cần xem xét tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, liên kết hợp tác quân sự dưới hình thức tập trận chung mua sắm vũ khí, cho dù với điều kiện đầu tiên có vẻ sẽ khiến cho Việt Nam vi phạm chính sách 3-0 của chế độ cộng sản Việt Nam. Việt Nam cũng có thể hợp tác với cả Mỹ lẫn đồng minh của Mỹ như Úc, Nhật Bản hay Ấn Độ. Đưa các vấn đề trên ra các diễn đàn khu vực và quốc tế khiến cho Bắc Kinh lùi bước. Chiến lược tương tự đã tỏ ra hiệu quả vào năm 2014, nhưng tôi sợ là hiện nay Trung Quốc có vẻ ít còn quan tâm đến danh tiếng của mình, nên chiến lược đó có vẻ không còn mấy hiệu quả nữa. Trong một post trên trang LinkedIn gần đây, ông Grossman đã từng cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đang đối mặt với ba sự lựa chọn. Thứ nhất là không làm gì, nhưng điều này sẽ khiến cho người dân tức giận và có nguy cơ dẫn đến bất ổn. Thứ hai là lùi bước, và điều này sẽ khiến cho phản ứng của dân chúng thậm chí còn tồi tệ hơn. Thứ ba là đương đầu với Trung Quốc, nhưng điều này hẳn nhiên sẽ gây thiệt hại thảm khốc. Giải thích rõ hơn về điều này, ông Grossman cho hay Việt Nam có lẽ chỉ nên tiếp tục lên tiếng với những hành vi của Trung Quốc và tăng cường quan hệ với Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, cũng như có thể với cả Anh và Pháp. Nhưng tôi cũng nhận thấy có sự chuyển động kín đáo trong các bài viết gần đây về tư tưởng tiến công quân sự, chẳng hạn bài viết của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Nét đặc sắc trong tư tưởng quân sự nghệ thuật sự quân sự của Việt Nam đăng trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân hồi tháng 8 2019 có đưa ra quan điểm lấy tiến công làm tư tưởng chủ đạo thay vì phòng thủ hoặc phòng ngự thụ động. Ngoài ra, nếu chúng ta để ý kỹ đến tuyên bố của Tổng Bí thư Trọng tại hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa rồi thì về cơ bản ông nói rằng tất cả các lựa chọn đều có thể được đưa ra bàn thảo và việc Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng với những gì thuộc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, ông Grossman phân tích. Theo ông Grossman, điều đó nghe có vẻ như chuẩn bị đối phó với sự xâm lấn của Trung Quốc theo những cách quyết đoán hơn, gồm cả khả năng có hành động quân sự. Phải thừa nhận rằng tôi đã có phần phỏng đoán ở đây, nhưng tôi không cho rằng việc Hà Nội đương đầu bằng quân sự là điều gì đó hoàn toàn không thể.
Cuối tháng 11 này, hội nghị cấp cao ASEAN sẽ diễn ra tại Thái Lan và Hà Nội đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận vai trò chủ tịch khối này vào đầu năm tới. Nhưng liệu vai trò chủ tịch ASEAN có giúp cho Việt Nam thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á láng giềng thống nhất quan điểm trước các hành động bá quyền của Trung Quốc hay không? Ông Bolton cho rằng đây là thời điểm tuyệt vời để Việt Nam làm vậy. ASEAN cung cấp cho Việt Nam một nền tảng địa chính trị để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia, một chiến lược linh hoạt cho Hà Nội, có thể là thúc đẩy một vài đồng thuận giữa các bộ trưởng quốc phòng ASEAN về các hành động của Trung Quốc trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Có lẽ để có thể nắm lấy vai trò dẫn dắt trong vấn đề này, Việt Nam nên đề xuất tổ chức các hội thảo xây dựng niềm tin cũng như tổ chức các diễn đàn hợp tác khoa học với các nước láng giềng ASEAN về các vấn đề ít gây tranh cãi như nghiên cứu hàng hải, các nỗ lực chống khủng bố hay chia sẻ các thông tin tình báo, ông Bolton nói. Tuy nhiên, ông Grossman lại không lấy lạc quan về vai trò của ASEAN trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Ông cho rằng Việt Nam sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận COC, nhưng điều đó hầu như cũng như không thể khiến cho Trung Quốc từ bỏ các mục tiêu của mình. Trung Quốc vẫn có thể sẽ thuyết phục Campuchia, Lào, Myanmar và có lẽ cả Thái Lan để ngăn chặn tiến độ của COC. Tôi không mấy lạc quan về vai trò ASEAN trong tranh chấp Biển Đông, ông Grossman nói. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chưa thể đi Mỹ mà theo ông Grossman và giáo sư Carter của Đại học New South Wales, Úc là vì lý do sức khỏe, cũng như chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đang được dư luận quan tâm. Ông Bolton cho rằng với chính sách đối ngoại thất thường của Hoa Kỳ và nhất là quyết định gần đây của Tổng thống Trung bỏ rơi đồng minh người Cớt có vẻ sẽ khiến cho Hà Nội dè dặt hơn với các cam kết của Mỹ, thậm chí cả với những hứa hẹn về việc bảo đảm quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Tôi tin chắc rằng ông Trọng vẫn ngần ngại để tin vào Hoa Kỳ. Điều này sẽ càng trở nên rõ ràng hơn với việc gần đây Tổng thống Donald Trump liều lĩnh bỏ rơi các đồng minh của Hoa Kỳ. Trong khi Hà Nội và Washington có những điểm chung có thể chia sẻ như giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, dẫu Hoa Kỳ không phê chuẩn công ước này bảo đảm quyền tự do hàng hải, Việt Nam vẫn không quên một điều rằng trong lịch sử Mỹ từng từ bỏ rơi các cam kết trước đây đối với Việt Nam. Mặc dù năm 2015 Việt Nam đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng trong chuyến thăm lịch sử của ông Nguyễn Phú Trọng đến Nhà Trắng dưới thời của Tổng thống Barack Obama, tôi vẫn cho rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper dự kiến tới Hà Nội thời gian tới cũng không mấy đem lại hiệu quả. Washington có thể tuyên bố rằng chuyến thăm của ông Mark Esper là để hỗ trợ chiến lược quốc phòng quốc gia của Hoa Kỳ và đưa ra những bình luận gay gắt về việc các hành vi gây hấn của Trung Quốc đang gây bất ổn cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhưng tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy chuyến thăm sẽ thúc đẩy một quan hệ hợp tác quốc phòng toàn diện với Mỹ và Việt Nam, theo ông Bolton. Còn ông Grossman thì bình luận rằng với những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đáng lẽ phải tiến hành sớm hơn. Bình luận về khả năng ông Trọng đi Mỹ, nhà nghiên cứu Grossman nói rằng theo thông tin mới nhất mà tôi có thì ông Trọng sẽ không đi Mỹ. Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể thay đổi hoặc cũng có thể đó là thông tin sai. Tuy nhiên, nếu thông tin đó là đúng thì tôi nghĩ khả năng nâng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế. Bởi một quyết định lớn như vậy cần phải được người đứng đầu đất nước đưa ra, giả sử như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nhà Trắng thay cho ông Nguyễn Phú Trọng thì trọng lượng của chuyến đi cũng khác đi. Với tinh thần của chủ nghĩa dân tộc đang dâng cao ở Việt Nam, tình hình Biển Đông hiện nay chính là một phép thử với các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, liệu Hà Nội có từ bỏ nguyên tắc 3-0, tức là không tham gia vào các liên minh quân sự, không cho đặt căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không dựa vào quốc gia này để chống lại quốc gia khác hay không? Ông Bolton cho rằng những nguyên tắc này là một phần tư tưởng của Đảng Cộng sản và như vậy
chúng sẽ không thay đổi trừ khi có áp lực mạnh mẽ từ phía người dân qua các cuộc biểu tình phản đối các hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và tấn công ngư dân. Còn ông Grossman cũng nêu ý kiến tương tự: tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ từ bỏ 3-0, nhất là dưới thời ông Trump, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra trong tương lai nếu áp dụng các lực lượng của Trung Quốc tiếp tục gia tăng trên Biển Đông. Tuyên bố của ông Trump tại hội nghị trung ương vừa rồi là tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông trước sự gia tăng áp lực của Bắc Kinh trên Biển Đông và có khả năng dẫn tới một cách tiếp cận mới như tôi đã đề cập ở trên. Vấn đề Biển Đông đang làm nóng chính trường Việt Nam. Trong ngày đầu nhóm họp của kỳ họp thứ 8 từ Biển Đông đã xuất hiện nhiều lần trong các bản báo cáo, trong đó có phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân lẫn báo cáo của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, của mặt trận, của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng nói rằng cử tri lo lắng về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Người dân Việt Nam bất luận là quốc nội hay hải ngoại sẽ rất hoan hỉ, vui mừng khi thấy bọn bá quyền Trung Cộng sụp đổ. Không những người Việt Nam mà người Phi, người Đài Loan, Mã Lai nói chung, là cả khối ASEAN cùng với Hoa Kỳ, Canada, Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Ấn Độ cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm khi bọn ngông cuồng tàu cộng không còn có khả năng xưng hùng xưng bá đe dọa nền hòa bình của cả thế giới nữa. Rồi một ngày Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tỉnh cơn mộng và khóc ngất khi tham vọng thống trị thế giới của người Trung Hoa bị đè bẹp, vỡ tan tành và trở thành một trong những lớp dân thống khổ nhất toàn cầu bởi cái giá mà họ đã gây ra bao nhiêu tội ác cùng với vô số hành vi bất chính của họ. Người Trung tự cho mình là trung tâm của vũ trụ và họ rất thánh tiến, nhưng cũng như rất cao ngạo về giống dân của họ. Chính thái độ cao ngạo này mà họ phải chuốc lấy những hậu quả khôn lường. Thái độ hung hăng khinh thường luật pháp quốc tế cũng như xem các giống dân khác là ma quỷ hay man di mọi rợ đã khiến cho cả nhân loại có cái nhìn không mấy thiện cảm với họ. Mà nhà cầm quyền cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc là nguyên do đã gây nên sự thiệt thòi lớn lao cho các tầng lớp dân chúng của cơ chế cộng sản toàn trị này. Dĩ nhiên, cộng đồng thế giới sẽ rất thương cảm cho khối dân vô tội đã bị chính guồng máy nhà nước của họ tạo ra, nhưng thế giới sẽ không thể nào cưu mang một lượng người khổng lồ như vậy khi họ bị lầm nạn. Đa số người dân Trung Quốc sẽ phải gánh chịu chung số phận mà giới cầm quyền đại diện cho họ gây ra. Nếu nói theo cách của nhà tư tưởng đại tài Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam thì mình có như thế nào thì người ta mới đối xử với mình như vậy chứ. Dưới góc nhìn của người dân ở các nước dân chủ tiên tiến thì Trung Cộng giờ đây chỉ là một thứ người hung hăng, tàn ác, tham lam và ăn cắp. Người Trung Quốc đã không đóng góp gì nhiều cho tiến bộ, tiến trình phát triển của nhân loại về khoa học, kỹ thuật, nhân quyền, dân chủ và thiện nguyện cùng với nhiều nhu cầu khác mà những quốc gia kém phát triển cần đến. Ngược lại, họ chỉ biết sống bằng cách vun vén cho túi tham riêng và lợi dụng vào những sự khó khăn của các quốc gia kém may mắn ấy để chèn ép hay thâu tóm tài sản, tài nguyên. Thái độ sống đó có thể ví như loài dã thú chỉ biết chăm sóc cho bộ lông của riêng mình, mặc đồng chủng. Vì mục tiêu phải là quốc gia trung tâm, phải giàu, phải mạnh nhất thế giới để cai trị thiên hạ, Trung Quốc bất chấp mọi hậu quả sẽ đến với họ như tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi trường và môi sinh, như xây dựng các đập ngăn nước khổng lồ, chặn nguồn sống cho các vùng hạ lưu, như tung học sinh gián điệp đi khắp mọi nơi trên thế giới, nhất là các quốc gia tiên tiến có nền công nghệ cao để ăn cắp. Và các diễn tiến tồi tệ của Trung Cộng đã gây nhức nhối cho không chỉ Việt Nam, khu vực ASEAN mà còn là cả sự khủng hoảng, lo ngại cho toàn thế giới. Trước sự mê muội đầy tính ngông cuồng và hung hăng này, Trung Cộng phải nhận lãnh những phản ứng dữ dội của cộng đồng thế giới là lẽ đương nhiên.
Gieo gió ắt sẽ gặt bão, ác lai sẽ ác báo, mà thiên đàng sẽ không là nơi cho loại thứ người như thế này. Trung Cộng sẽ không thể nào chịu đựng nổi trước các đòn trừng trị của Liên Hợp Sức Mạnh từ Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Canada, Nhật, Ấn, Úc, Đài Loan, Liên Hiệp EU và thậm chí ngay cả Nga, Việt Nam, mà Biển Đông là nơi mà Trung Cộng gây sự muốn chiếm trọn để làm mồ chôn của chúng. Một liên hợp quân sự cùng vũ khí của Mỹ, Nhật Bản, Anh Quốc, Nga, Đức, Pháp, Úc, Đài Loan và ngay cả Việt Nam thì liệu Trung Quốc có thể nào chiến thắng? Bài toán cho chiến lược triệt tiêu hiểm họa tàu cộng với tham vọng thống lĩnh thế giới hiện nay đã được lật tẩy, thì tại sao tàu cộng còn mê muội đến độ nào mà không nhìn thấy? Hãy đơn cử một vài thí dụ để chứng minh rằng tàu cộng đang ở trong một vị thế vô cùng bất lợi cũng như vô cùng cô đơn vì tứ bề đã thọ địch. Khi liên minh quân sự ở Biển Đông khai hỏa, diệt máy bay, diệt tàu ngầm và các tàu chiến của Trung Cộng thì Trung Cộng biết chắc là ai khai hỏa và trả đũa vào quân đội của quốc gia nào trước. Đập Tam Hiệp bị phá vỡ từ các hỏa tiễn thì Trung Cộng làm sao khẳng định ai là chủ mưu? Các đảo chiếm đóng phi pháp và xây dựng những căn cứ quân sự trái phép bị san bằng thì Trung Cộng lấy lý do gì để khiếu nại trước Liên Hợp Quốc, cũng như Liên Hợp Quốc có chứng cứ pháp lý để biện minh hay không? Riêng Đảng Cộng sản Việt Nam cùng guồng máy cai trị, trong đó các tướng hèn cùng khối quan tham, liệu còn có thể đứng vững trên đầu gối cùng với cái đầu bạc nhược với những bàn tay hung tàn của Cộng sản Việt Nam hay không khi ông chủ tàu cộng bị khánh tận? Trên là những lý do thực tế mà Trung Cộng sẽ phải đối mặt với thế giới, trong đó lực lượng chính là Hoa Kỳ cùng các quốc gia đồng minh. Nếu tàu cộng bất chấp tất cả thì Đảng Cộng sản, tàu cộng, nhà nước Trung Cộng và toàn dân Hoa Lục sẽ phải nhận lấy mọi hậu quả cực kỳ thê thảm, vì điếc không sợ súng hoặc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngày tàu cộng khóc ngất đang tiến đến cận kề. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.